Trong điều kiện thời tiết thay đổi, chúng ta cũng phải thay đổi cách thức điều khiển xe để đảm bảo an toàn. Và sau đây là những điểm mà các bạn cần chú ý khi lái xe dưới trời mưa. Trước hết, hãy kiểm tra gạt nước mưa. Nếu lớp màng cao su của gạt nước mưa quá cũ hoặc bị rách, bạn phải thay mới. Tiếp đến, đừng tắt điều hòa mà vặn sang chế độ thổi lên kính chắn gió trước để chống hơi nước bám lên mặt kính. Không sử dụng đèn báo nguy hiểm mà chỉ sử dụng đèn cốt và đèn sương mù là đủ. Hai loại đèn này sẽ giúp bạn quan sát đường tốt hơn và để các tài xế khác dễ phát hiện ra xe của bạn. Khi trời mưa, mặt đường trơn trượt và độ bám đường của lốp xe bị giảm xuống. Bởi vậy, hãy duy trì khoảng cách với xe trước vì đoạn đường phanh sẽ dài ra đáng kể trong trường hợp phải phanh xe khẩn cấp. Không nên tăng tốc đột ngột. Không lái xe băng qua dòng nước xiết nếu bạn không xác định được độ sâu, bởi xe bạn có thể bị dòng nước cuốn trôi. Nên quan sát các xe đi trước để đoán độ sâu của nước, và nếu thấy nước ngập ngang với mép bệ cửa xe thì bạn nên quay lại tìm đường khác, bởi nước ngập không những gây ra hiện tượng thủy kích làm hỏng động cơ mà còn có thể làm hư hại đến hệ thống điện tử trên xe của bạn. Hãy dừng xe nếu trời mưa quá to, hạn chế tầm quan sát hoặc khi có sấm chớp mạnh có thể làm bạn chói mắt hoặc mất tập trung. Và quan trọng nhất, nếu gặp trời mưa, bạn hãy giảm tốc độ. Chúc các bạn lái xe an toàn.